Xin chiên tán án công đức của ca sĩ Quang Lê và tiếp theo chương trình con xin mời tất cả quý vị cùng đến với một ca khúc đồng tên Vui Chào Ánh Đạo và Giáo Con, và ca sĩ Dương Thanh sẽ song ca ca khúc này để dành tặng tất cả quý vị ạ. Show.
Dạ vâng, Văn Nghệ chào mừng đại lễ Phật đản tại huyện Thanh Oai được đã thành công viên mãn. Con xin chiên tất cả quý chư tôn đức, quý Phật tử ạ. Và con xin anh em nghệ sĩ chúng con kính chúc đại lễ được thập phần viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật ạ.